Đúng rồi. Cậu tiếng Sergio có vấn đề gì không? Một cái điều đặc biệt là hai cô gái này trả lời bằng tiếng Hàn nha các bạn. Trong khi đó hai cậu không có biết đâu.
Đây anh em, thì sau 1.000 thao tác thì mình đã làm xong cái khung bao này anh em. Ok, thì mình đã làm xong cái khung bao rồi anh em. Cảm ơn anh em đã xem video tới lúc này nha. Việc mà mình vừa làm mà vừa quay video vậy anh em, mất rất nhiều thời gian của mình. Ví dụ như một cái khung bao này nè, mình làm chừng khoảng một ngày là, hoặc là một ngày hơn chút xíu là xong rồi anh em. Nhưng mà nếu mà vừa làm vừa quay video cho anh em coi, khoảng 3 ngày mới rồi được. Cái thời gian nó gấp đôi lên vậy đó. Thì đâm ra anh em hãy thích đó. Nếu thích video hãy cho mình like nha. Anh em nào mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì ủng hộ nút đăng ký kênh cho mình, là anh em có thể giúp mình á chia sẻ cái video này rộng ra cho nhiều người cùng xem hơn. À, những cái việc làm của anh em á đó là việc làm hoàn toàn miễn phí thôi, anh em bấm nút qua đây là xong hết rồi. Nhưng mà đó là cái động lực to rất là to lớn đối với mình sẽ nhìn theo những cái lượt like, lượt chia sẻ hoặc là comment của các bạn á, của anh em á, để mình lấy thêm động lực để mình làm thêm những cái video chia sẻ với anh em những cái kinh nghiệm hoặc những kỹ thuật trong nghề mộc của mình. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.